Các bạn, hiện tại là khoảng độ 6 giờ tối ngày 28 tháng 10 năm 2022. Ở đây là khu vực đường số 10, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, gần bến xe quận 8. Cái tay của chị bị gì chị? Dạ, em bị viêm đa khớp nhằn khớp ạ. Có về từ nhỏ hay sao? Dạ, lúc 17 tuổi em đi học thì 2 lớp 9 mà em đi trong rừng chặt củi đốt than với bố. Xong rồi là em ngồi xuống nghỉ, mệt rồi ngồi xuống nghỉ xong rồi là bị ngồi dậy xong rồi đứng mới dậy được nữa. Xong rồi bố phải nhờ người vào cổng em về xong rồi là về xong rồi đi bệnh viện chờ mà không được. Tức là vô rừng đốn củi rồi hít cái củi than rồi nghỉ mệt nhưng mà bị cái chất gì đó vô trong người hả? Giờ em ngồi nghỉ xong rồi đứng dậy không đứng được, nó đè than cái đầu gối này xong rồi nè, cha phải kêu người vào gánh thì chưa. Hà Tĩnh là lúc đó là chị vô rừng đốn củi là rừng ở đâu chị? Rừng ở nói chung là gọi là ở Khe Tràm á. Ở trong rừng là ngay sau đó là mình cái tay mình nó bị vậy luôn á hả? Em bị lúc 10 năm đến giờ đi chữa bệnh là đi bệnh viện Chợ Rẫy là bác sĩ bảo là giờ cái bệnh của em là chỉ có uống thuốc giảm đau kháng viêm để đi thôi chứ sang bị cũng lành được. Xong rồi mẹ nói chung là mẹ cứ vay chạy hết cái này cái kia xong rồi chữa cho em thì em đi lại được chứ em nằm liệt nhiều mấy năm. Mình là bị gì chị hả? Em bị đau rồi nó rút tay rút chân xong rồi nó rút tay rút con mắt này. Rút từ rút con mắt bên trái á. Anh thấy rồi, thấy mắt bên trái chị rồi, nó rút tay vậy luôn hả? Mình vô đây bán vé số là có ở chung với ai, gia đình không? Em thuê trọ là 2 tháng nay là em thuê phòng trọ. Vì em đi khám bệnh đây bệnh viện Tri Phương á. Đi khám rồi là vừa khám vừa xét nghiệm là hết 4 triệu 7 mà. Hôm bữa em đi bán trên Nhường Đăng vì người ta giật phố chứ không có tiền. À, 4 triệu 7 mới bị giật vé số. Nhà trọ nhà chị thuê là thuê tháng hay hả? Dạ, em thuê tháng, 1 tháng triệu rưỡi. 1 tháng triệu rưỡi. Lần đầu là em ở riêng, sau đấy có gia đình của em hộ á, rồi em xin được nhờ cho đồ tiền phòng với tiền ăn. Rồi ba mẹ mình ngoài Hà Tĩnh là ở ngay ở huyện Hương Sơn. Hương Sơn Hà Tĩnh. Ở huyện Hương Sơn nhưng mà ở vùng núi, ở trong vùng núi hả? Dạ. Mình ở ngoài nó khó kiếm sống quá, mình vô đây rồi. Dạ, vì em không làm được gì hết, ở nhà chị em lúc nào em khỏe thì em khỏe cho mẹ đi nhà, không có thì thôi, em nằm đây à. Không làm gì hết, cho nó khỏe mới phụ được mấy xíu một thôi. Trời mưa ở ngoài đấy là trời mưa trời nắng thất thường thì bệnh của em không thấp là kiêng hơi đất nè, kiêng hơi lạnh nè. Đúng rồi, Hà Tĩnh mà. Hơi lạnh không đi được. Hơi lạnh lắm đi rồi. Giờ vào đây toàn ngập nước mà đi lúc nào đau chân à. Ngập chân nước hả? Đây là ngập nước rồi. Chân em nó rút chân luôn hả chị? Dạ. Chân em nó rút qua hết hả? Cũng hơi hả? Dạ. Sài Gòn có phút ngập hay phút ngập? Dạ, cái đường đang ngập mà. Dạ. Xong rồi là mình vô Sài Gòn bán vé số được bao lâu rồi? Em vào được 4 tháng rồi. 4 tháng rồi hả? Nói chung là em vào khám bệnh, nếu mà đi sớm thì nhiều tiền xe quá thì em đi tháng 4, tháng 3 em đi. Đi vào khám bệnh xong rồi là chúng em chơi xong rồi là mấy người bảo là ở đây có bán cái số thì cũng có được nhiều người ủng hộ mua cho mình á. Mà sao bữa bị giật vé số? Đứng góc nào? Em đang đi vậy đó, em mới mời bên quán ăn gà xong á, xong em cầm số mới bỏ tiền vào trong này nè. Xong rồi cầm số về để phanh cái túi ra với hai thằng nó đi. Cái xe máy Honda nó cướp, thằng đằng sau nó cướp của em nó đi luôn. Bởi vì bây giờ bán vé số là coi như phải đi vào cái quán rồi đi bước vào trong chứ đừng đứng ở ngoài. Cái tình trạng này là nghe nó cũng nhiều. Quán vỉa hè luôn, quán nước mía này. Hồi bữa nghe cái tin với cái cô gì cô nói là cô phải là bán cái điểm quen, điểm đông hay là bước vào trong, vô quán nhậu luôn chứ cô không dám bước bên ngoài. Không đứng ở ngoài luôn. Không dám đứng bên ngoài, cô sợ. Vì nước đây ngập là em không đi được. Tiền bạc có thể chị để riêng ra, ví dụ mất cái số tuần đổi thôi. Khám bệnh một lần vậy là bao nhiêu tiền vậy? Một lần thì tùy, nếu mà em khám định kỳ thì một năm khám một lần thì hết mười mấy triệu cả tiền thuốc. Kể như bình quân một tháng khoảng độ trên triệu. Một năm mình vào khám một lần, còn ở đây thì em 2 tháng em lên khám một lần. Ý là mình vừa xét kiểm máu với lại ấy xem cái sự bệnh tình của mình uống thuốc nó có ổn không á. Mà giờ em đi là toàn đau không mà đi không được. Ở đó em còn nhiêu tiền? Mình 500 ngàn của anh Thắng Nguyễn, 200 ngàn của nhóm bạn Kim Hiền Phương. Em gửi chị 700 ngàn nha. Dạ, có đủ luôn. 700 ngàn. Nãy thấy chị mở vé số, gương mặt rất là hiền. Chị có đứng gọi là không có dám bước vô á. 200 của nhóm bạn Kim Hiền Phương. 200 của nhóm bạn Kim Hiền Phương. Còn đây 500 của anh Thắng Nguyễn gửi. 500 anh Thắng Nguyễn. Dạ, chị cảm ơn các mẹ.
anh. Dạ. Rồi xin phép chụp hình diện tấm hình dạ. Nha. Dạ rồi. Dạ. À, xin cảm ơn anh Thắng Nguyễn và nhóm bạn của Kim Hiền Phương. Đây em lấy chị Thanh Tờ nha. Dạ. Chụp nè. Ở ngay khúc này ngập quá trời. Nước ngập mà em đi lùi nước không được, cái nước này. Sao không ở khu khác? Ngay cái khu Bình Chánh ngay chỗ này ngập. 2 3 4 5 cho chị. Rồi rồi. Rồi chúc chị vui nha. Dạ. Có mang vớ không chị, mang vớ. Có mang vớ nữa kìa, mà đi qua khu vực nước rồi. Thì tối chị xúc dầu nhiều lắm. Em đi buổi sáng về là ngâm lá lốt thì dùng cái muối mò chị chứ đó. Ngâm lá lốt dùng cái muối. Xong rồi chị trưa mình ngâm đỡ, xong rồi chiều mình lại đi tiếp, dạ. Tối về mình lại bóp dầu. Quan cơm ăn nước làm sao ở Sài Gòn này? Cơm nước thì hôm vừa tháng rằm tháng 7 họ cho mấy bao gạo giờ đang còn ăn, giờ đang có ăn. Là vẫn nấu ở như phòng trọ. À. Họ cho dầu với nước mắm. Chị tự nấu hả? Tự nấu. Không, có con đứa em nó nấu. À. Thì em nói chung em hồ cho mày ở xa. Nhưng mà em có chỗ nó đắt quá nó bằng. Dạ. Ghép vô, ở ghép vô. Em hỏi là vậy là bình quân một ngày thế là cái tiền mà tiền cơm nước là khoảng bao nhiêu tiền? Tháng thì chị tính mà tính tiền ở như người ta là dưới 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi hả? Thì ta cũng làm được cái tháng triệu rưỡi, 700 tiền ăn, 700 tiền phòng. 700 tiền ăn, 700 tiền phòng là coi như là khoảng 1,5 triệu, là 1,4 triệu đó. Dạ. Thì giờ một tháng của em là 2 triệu mấy tiền thuốc rồi, cho nên là bớt lại cho mình. Thì coi như cộng lại là 1,4 triệu với 2 triệu mấy khoảng 4 triệu. Tháng thì cũng trung bình ngày phải kiếm được 1 triệu, một ngày, 150. Một ngày chỉ kiếm được bình. Mà em bán thì lúc 135 tờ, lúc nào khỏe chân thì bán được 165. Như vậy đâu có dư đâu chị, như vậy đâu có dư đâu. Dạ không có. Tháng 2 tháng này là âm tiền trầu. Âm tiền trầu 2 tháng rồi. Tại vì một ngày trung bình chỉ phải kiếm được 150 mà như đó là sáng lúc luôn rồi. Đâu có dư đâu. Chị có số điện thoại không? Cho em xin số điện thoại đi. Ví dụ khi nào tụi em muốn liên lạc với chị á thì tụi em sẽ kiếm chị. Dạ. Em xin số điện thoại chị đi. 0966 985 610 chuyến hành trình của mình từ Sài Gòn ra Hà Nội thì có ghé ngang qua Hà Tĩnh, thì đợt đó mình có ở lại một đêm thôi. Một đêm hay hai đêm ta? Một đêm đúng không? Mình ở một đêm Hà Tĩnh, sau đó mình lên nha. Đúng số không? Dạ đúng rồi, 0966985610. Hà Tĩnh là xem như là Bắc Trung Bộ. Dạ. Chưa tới Ninh Bình. Qua tới Ninh Bình là Bắc Bộ rồi. Rồi lưu số của chị ha. Dạ. Chị đi hai cái chân của chị là hai cái chân nó tẹt ra. Rồi qua bên kia mời gắn vé số rồi. Mình ấn tượng với chị là chỗ là chị đứng chị mời rất ư là nhẹ nhàng. Và không có mua thì chỉ đi liền à, chứ không có chèo kéo, còn không đứng lâu đó, chị mới mời chú đó, chú mua cổ chỉ đi liền à. Kẹt xe và tan học quá trời đông. Đây là ngay khu vực trường trung học cơ sở Trần Bội Cơ năm. Wow, trời đông. Sao mình qua luôn hay là đi theo cái chiều này?
13 quận 8. Lâu lâu quay cảnh là giờ tan tầm các bạn xem. Có một số tuyến đường. Ở đây bán xăng bán từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối đó các bạn đó. Đây trường sớm củi hay là trung học cơ sở Tùng Thiện Vương và tiểu học Tuy Lý Vương. Nút giao của Tùng Thiện Vương và Cao Xuân Dục. Hồi nãy mình đi đổ xăng ngay khúc nào mình? Lý Thường Kiệt với lại Nguyễn Trãi Thanh đúng không? Đó quận 5 hay quận 10 ta? Quận 10. Nãy ngay chỗ đó các bạn đổi đổ xăng chỉ được có 30 ngàn đồng thôi ha. Họ không có cho đổ thêm. Đúng 30 ngàn thôi, giới hạn. Đây là tình trạng đổ xăng ở Sài Gòn một số nơi vẫn còn rất là căng.